chiến dịch ném trực thăng xuống biển của Mỹ năm 1975. Mùa Euro đang diễn ra vô cùng kịch tính và sôi nổi. Xin chúc mừng những anh em nào vẫn còn đang có nhà và internet để xem video của Suey. Mấy ông kia chắc xa bờ lắm rồi. Nhân tiện nhắc đến xa bờ, hôm nay tôi xin làm một video về những người anh em đang ở rất xa, xa tận bên kia bán cầu của chúng ta. Những người anh em ấy đã đánh chiếm cả một quận thuộc bang Cali của siêu cường số 1 thế giới. Vậy nhưng làm thế nào những người anh em ấy có thể vượt hàng vạn dặm trùng dương để tới với xứ dân chủ đó? Ngoài một đoạn đu càng máy bay thì họ đã qua đó bằng cách nào? Ngay bây giờ sẽ là câu trả lời cho anh em. Những ngày thoi thóp cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, sau khi cho ra mắt tác phẩm Tháng Tư là lời nói dối của Thiệu, toàn Sài Gòn hoảng loạn như một con rắn mất đầu. Không còn hy vọng gì nữa khi mà quân giải phóng đang như vũ bão tiến về Sài Gòn. Khi mà lãnh đạo quốc gia đã nhanh chóng chuồn đi trước, những gì xảy ra ở Sài Gòn là một cuộc hỗn loạn lớn nhất lịch sử đất nước. Mặc dù Hiệp định Paris đã ký kết được hơn 40 tháng, tuy nhiên khi quân giải phóng đã ngấp nghé ngoài cửa, vẫn còn hàng ngàn người Mỹ kẹt lại trong thành phố. Đấy là còn chưa kể gia đình, vợ con và cả bầu bịch ở Việt Nam của họ. Rồi đám đồng minh của Mỹ, cả cánh phóng viên, còn rất nhiều người Việt làm việc cho Mỹ hoặc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và cả những kẻ mua giấy tờ để được ra đi. Nếu di tản hết thì phải lên đến cả 100.000 con người. Nếu tính ra thì phải nhiều trực thăng lắm mới đu hết được. Cần phải có một kế hoạch cụ thể, đó là di tản ai, di tản bằng cách nào và làm sao để hướng dẫn họ di tản đúng lộ trình. Cục Tình báo Liên bang Mỹ CIA đã ra sức đồn thổi về những cuộc tắm máu, những trại tù cải tạo đầy ải khi Cộng sản vào tiếp quản thành phố. Giờ thì không chỉ những người làm cho quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cùng thân quyến của họ lo sợ muốn ra đi, mà một bộ phận dân chúng cũng hoang mang. Giá tiền để mua một giấy chứng nhận kết hôn với người Mỹ đã tăng chóng mặt trong những ngày cuối. Để chuẩn bị tiến hành cuộc di tản, một chiến dịch mang tên Chiến dịch Gió Lốc ra đời. Theo đó, những người sẽ di tản, bao gồm người Mỹ, người nước ngoài và những người Việt được lựa chọn, được phát một cuốn sách hướng dẫn nhỏ. Họ được thông báo rằng ám hiệu bắt đầu chiến dịch là bài hát White Christmas. Đích thân đại sứ Mỹ đã ra sân bay Tân Sơn Nhất giữa tiếng pháo nổ vang trời để xác minh là không thể thực hiện di tản bằng đường hàng không vì sân bay đã bị tê liệt. Tới 10 giờ 48 ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi không còn có thể chần chừ thêm được nữa, ông liên lạc về Mỹ xin khởi động chiến dịch gió lốc. Chỉ 3 phút sau, đề nghị nhanh chóng được chấp thuận. Giai điệu bài hát White Christmas vang lên trên sóng phát thanh. Cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử loài người chính thức bắt đầu. Thế nhưng chẳng mấy chốc, mọi việc trở nên hỗn loạn. Số người muốn di tản quá nhiều, đến mức mà các chuyến xe bus và trực thăng chỉ như muối bỏ biển. Cái hiệu lệnh bí mật là bài hát White Christmas kia được dỉ tai nhau, đến mức dường như cả thành phố đều biết. Người ta đổ dồn đến các điểm chờ xe bus, các tòa nhà cao tầng, nơi có điểm đỗ trực thăng, các bến tàu trên sông Sài Gòn, và đặc biệt là bủa vây tòa đại sứ, hòng mong chen lấn được một chỗ để ra đi. Và câu chuyện huyền thoại của các đu càng thủ thì phải kể về sự hỗn loạn trên các nóc nhà của Sài Gòn. Đoàn người di tản tụ tập trên nóc nhà khắp thành phố. Hãng hàng không dân sự thuộc sở hữu bí mật của CIA lúc bấy giờ là Air America được giao nhiệm vụ đón người di tản trên các mái nhà. Một phi công cho biết, có quá nhiều nóc nhà và chúng tôi thực sự không biết cái nào ra cái nào. Chúng tôi chỉ còn biết chọn bừa một cái và đáp xuống. Trong cuộc di tản có rất nhiều quan chức của Việt Nam Cộng Hòa, dù đã liên hệ được với thượng tầng để sắp xếp nhưng cũng không thể nào chen lại dòng người hỗn loạn trong thành phố. Thậm chí là Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn và con trai ông, một bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi. Sau một hồi lòng vòng vô vọng giữa các điểm tập kết đông đặc, liên tục khản cổ gọi điện cho các nhân viên CIA, cuối cùng ông được chỉ điểm đến tòa nhà Pitman số 22 Gia Long, nơi trước đó không được dự kiến là điểm đỗ trực thăng. Phi công chịu trách nhiệm đi đón ông Đôn lúc bấy giờ cực kỳ bất ngờ khi thấy có khoảng 50 người nữa đang cố gắng leo lên nóc nhà. Tuy nhiên, đỉnh cao của sự hỗn loạn, trung tâm cơn bão của chiến dịch gió lốc thì phải nói tới tòa đại sứ Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, đây cũng chỉ là một điểm tập kết thông thường. Xe buýt sẽ chở những người di tản ra căn cứ DAO trước, sau đó hai trực thăng sẽ đón vị đại sứ, đám tùy tùng và lính gác từ nóc nhà. Thế nhưng biển người kéo đến vây quanh khiến kế hoạch sớm bị phá sản. Khốn nỗi, khác với căn cứ DAO, nơi có tới 6 điểm đỗ trực thăng, tòa đại sứ chỉ có một điểm duy nhất trên nóc, vốn chỉ chịu được sức nặng của trực thăng vận tải hạng trung. Vì thế đám lính gác nhanh chóng chặt hạ cây me của ngài đại sứ ở bãi đỗ xe trong sân sau để lấy chỗ cho trực thăng lớn hơn đáp xuống. Cây me lớn này trước đó được vị đại sứ ví rằng vững chắc như thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Anh em có thấy thỏa thuận này vững chắc không? Tướng Richard Curry, người chịu trách nhiệm điều hành cuộc di tản, lúc đó ở trên tàu chỉ huy USS Blue Ridge, ông không thể tưởng tượng nổi là ở tòa đại sứ lại diễn ra một khung cảnh khủng khiếp như vậy. Kế hoạch lập tức phải thay đổi, cần rất nhiều trực thăng tới ngay đó. Tuy nhiên cần phải giải quyết đống người lổn nhổn ở căn cứ DAO trước, nên mãi tới gần 6 giờ chiều, 4 chiếc trực thăng CH-46 đầu tiên mới đáp xuống tòa đại sứ. Từ đó cho đến gần mờ sáng hôm sau,
các chuyến trực thăng liên tục đi đi về về chở người di tản ra các tàu ngoài khơi, mặc cho trời đã tối và mưa sấm chớp làm giảm tầm nhìn và cả nỗi lo lắng bị bắn hạ bởi quân đội các phía. Tình hình ở Nhà Trắng lúc này cũng căng thẳng không kém gì tại Sài Gòn. 2 giờ 10 phút rạng sáng ngày 30 tháng 4, Đại sứ quán đưa ra con số ước tính là cần khoảng 19 chuyến nữa. Rõ ràng là con số này là không đủ. Người đã vào sân tòa nhà còn rất nhiều và bất chấp lực lượng bảo vệ, người ta vẫn đang trèo tường trốn vào thêm. Một nhóm người của Sứ quán Hàn Quốc trong lúc đợi đến lượt đã lấy rượu trong quầy uống đến say xỉn. 3 giờ 27 phút sáng, Tổng thống Ford yêu cầu không được đón thêm quá 19 chuyến nữa và Đại sứ Martin phải rời đi trên chuyến cuối cùng. 4 giờ 30 phút sáng, con số 19 chuyến đã vượt quá, vẫn còn gần 500 người nữa. Phía Đại sứ quán vẫn cố gắng tiếp tục đón đến người cuối cùng, nhưng phía quân đội thì chỉ muốn dừng. Các phi công đã quá mệt mỏi, còn các chỉ huy thì lo lắng sợ điều gì tệ hại có thể xảy ra. Tướng Carey, người chỉ huy chiến dịch, chỉ thị dứt khoát, từ giờ chỉ được phép đón nốt những người Mỹ còn lại. Lúc 4 giờ 58 phút, chiếc trực thăng cất cánh cùng với Ngài Đại sứ Mỹ trong khoang. Tuy nhiên còn khoảng hơn 60 lính gác Mỹ đang ở khắp nơi, trên tường, ở cổng, trên nóc tòa nhà chính. Dưới sân là khoảng 420 người đang chờ đến lượt, những người đã được hứa chắc nịch bởi người Mỹ là đã vào tòa đại sứ là vào lãnh thổ Mỹ và yên tâm là sẽ được đi. Ở phía ngoài tường tòa đại sứ, biển người mênh mông vẫn hy vọng sẽ đến lượt được vào trong. Số binh lính này đã được nhận lệnh xếp thành 3 hình cánh cung, rút lui dần lên trên nóc tòa đại sứ. Đám người trong sân hiểu ngay ra chuyện gì, cũng xếp thành vòng theo sát. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, đám lính chĩa súng ra, lùi vào một bước, đám người tiến theo một bước, nhịp nhàng. Không gian căng thẳng như dây đàn. 7 giờ 53 phút sáng ngày 30 tháng 4, chiếc trực thăng cuối cùng đã cất cánh và bay ra biển. Cũng trong buổi sáng hôm đó, những chiếc xe tăng của quân đội miền Bắc đã húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Trên các chiến hạm chở người tị nạn ngoài khơi, do lượng người quá đông, những chiếc trực thăng thậm chí còn không có chỗ để đậu trên boong tàu nữa. Một số phi công Việt Nam được yêu cầu thả hành khách xuống tàu, hạ cánh xuống biển, họ sẽ được đón bằng xuồng cứu hộ. Hải quân Mỹ đã di tản đến 7.000 người trong chiến dịch. Khoảng 45 chiếc trực thăng Bell UH-1 và một vài chiếc CH-47 Chinook đã bị đẩy xuống biển. Giá trị 45 chiếc trực thăng đó hẳn là không dưới vài trăm triệu đô la Mỹ. Chiến dịch kết thúc với một kịch bản hỗn loạn không ai có thể nghĩ ra được. Những người đã ra đi năm đó là những người đặt nền móng cho cuộc xâm lược bang Cali sau này. Người Mỹ đã thất bại thảm hại tại nơi mà họ cho rằng có thể dễ dàng đưa nó quay trở về thời kỳ đồ đá. Chiến dịch gió lốc là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bỏ của chạy lấy người khi mà những chiếc máy bay ấy có giá trị không hề rẻ chút nào. Mong là Mỹ sẽ rút ra được bài học gì đó là phải cân nhắc thật kỹ trước khi muốn đi phát dân chủ ở các đất nước khác. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Vì tôi sinh sau đẻ muộn nên cũng không biết kỹ thuật đủ càng để mà truyền lại với anh em. Cái này để xuôi nghiên cứu và nói với anh em sau nha. Bye bye anh em.